Xin chào các bác nhé. Trong video này em có một số loại lan thì sẽ các bác mua về làm giống cho hoa. Các bác đặt hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại là 086 882 5909. Số điện thoại em để phía bên trên góc với phần tiêu đề của video ạ. Các bác gọi điện nhắn tin hoặc là gọi điện nhắn tin cho đổi qua Zalo đặt hàng các bác nhé. Lan của em chưa gồm phí ship. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và tiền ship cho bên chuyển phát. Em vẫn có những cái loại lan hài các bác nhé. Đây là hài gấm này. Hài gấm thuần chậu là 50.000 một chậu này, đóng cả chậu gửi đi luôn này. Đây là hài Henry nhé, hài Henry chuẩn bị đến mùa hoa rồi, 50.000 một phần. Một phần thì nó rơi vào khoảng 3 chậu như này, đủ chậu đủ cây các bác nhé. Hài táo này, hài táo 50.000 một phần gồm 3 chậu như này. À, một chậu như này là 3 cây, đủ chậu gửi cây các bác nhé, hài táo. Đây là hài hồng 40.000 một cây, đủ chậu. Còn đóng cả chậu là 150.000 một chậu các bác nhé. Hàng thuần đây. Đây là hàng thuần này. Hải giáp. Hải giáp 150.000 một chậu, đóng cả chậu luôn. Hải kim vùng Tây Nguyên. Hải kim Tây Nguyên 50.000. Một phần là một chậu như này, nhổ chậu gửi cây các bác nhé. Hàng cây rất là xanh tươi. Hải Helen cũng 50.000 một phần là một chậu như này, đủ chậu gửi cây các bác nhé. Hải gấm này, hải gấm này em có những hàng cụm và hàng rời nhé. Hàng cụm thì từ 50.000, 100, 150, 200, 300 cũng có. Đây. Các bác lấy cụm to thì em sẽ chụp ảnh gửi cho các bác. Đây. Đây, cụm hải gấm này, hải gấm cụm. Còn hàng rời thì em vẫn có hàng rời đi đơn từ 50.000, 50.000 là khoảng 15 cây nhé các bác nhé. Hài gấm cụ. Cho hài giáp này thanh lý 20.000 này. Hài hương 40.000 một cây này, cây nhỡ như này này. Hài sắc kỳ 40.000 một cây nhé các bác nhé, cây trưởng thành. Hài sắc kỳ 40.000 một cây. Cành dao. Cành dao hồ điệp 120.000. 20 đến 25 ngọn các bác nhé. Cành dao hồ điệp. Căn diệp này. Căn diệp này, căn diệp hoa xanh cốm nhé, 25.000 một khúc. 25.000 một khúc này. Đi đơn từ 2 khúc các bác nhé. Căn diệp. Sơn thủy tiên hàng thuần này. Sơn thủy tiên hàng thuần này. 250.000 một chậu nhé, đóng cả chậu gửi các bác luôn. Sơn thì tiên thuần, ra rễ rất khỏe rồi. Sơn tiên. Có một cái khúc chồn. Chồn bám gỗ này, này. Khúc này là 280 này, 3 cây này này. 3 cây. 280 cây rễ bám vào khu gỗ nguyên bản này. 280 các bác nhá. Còn khúc kiều vàng này là 90.000 này. Khúc kiều vàng 90.000. Cái sừng trâu này 90.000 này. Ép giớn này 90.000 này. Sừng trâu này từ nhau hết 90.000. Sừng trâu các bác nhé, ép giớn. Còn hàng rời thì em vẫn đi đơn từ 50.000 lẻ như này. Vảy rắn 100.000 một cân nhé. Nhổ lên gửi các bác 100.000 một cân. Vảy rắn. Đi khúc vảy rồng to đùng này. Khúc này đến chục cân này. Khúc này thì em 600.000. 650.000 em bao ship nhé. Khúc vảy rồng này. Bác nào quanh miền Bắc này thuận tiện thì em gửi được. 650.000 bao ship. Khúc vảy rồng to. Cao đến mét này. Cục quế tháng 8 này. Cục này là 380 này, bám gỗ sẵn này, này. Chuẩn bị có hoa các bác nhé. Này, quế tháng 8 này. Khúc tam bảo sắc này. Lằng hoằng này đây. Cái khúc tam bảo sắc này là 250 nhá. Đây cây. Này. Khúc tam bảo sắc 250. Em còn mặt hàng gì. Em sang địa lan.
Địa lan Karan nhé, địa lan Karan là 200.000 một chậu như này. Đây. 200.000 một chậu như này. Địa lan Karan. 200.000 một chậu, nhổ chậu hủy cây các bác nhá. Địa lan Karan. Địa lan bạc diệp hoa xanh này. 100.000. Đi lên 100.000, 100.000 được lửa chậu như này các bác nhá. Cây hạ lan yên tử này. Địa lan hạ lan yên tử này đang hoa này. Đây. Những bông hoa cuối cùng của mùa địa lan của cái giống này đây. Cái giống này là giống ở rừng Hoành Bồ thuộc dãy núi Yên Tử các bác nhá. Đây gọi là tứ thời Tây Yên Tử này. Đó ở vùng Bắc Giang này cũng có đây. 160.000 một phần là một chậu cái này, nhổ chậu gửi cây các bác nhá. Địa lan tứ thời này. Tứ thời này. 150.000 một phần, một phần là được một chậu này, nhổ chậu gửi cây. Nghệ tâm 200.000 một bảng dớn đây. Như thế này 200.000 một bảng. Còn bảng to hơn này là 250 này. Nghệ tâm này, hoàng thảo nghệ tâm. Kiếm đa giáo hoa xanh 160.000 một chậu. Đồ chậu hủy cây các bác nhá. Đồ chậu coi như là một phần đấy. Đồ chậu hủy cây à. Cái này củ to và hoa dịp Tết các bác nhá. Hoa rất lâu tàn, cả tháng, chơi cả tháng luôn. Kiếm ra giáo hoa xanh. Đấy, em sẽ nhổ những cái chậu như thế này để cho các bác này, đây, cái củ to này, rễ này, mầm này. Chậu này thì không nhổ, sẽ nhổ những chậu này cho các bác. Đây cái rễ mới này. Khi trồng thì em đã cắt ngắn rễ các thứ và nó ra rễ mới hết rồi. Đây. Về đảm bảo xanh tươi cho các bác. Trồng nó dễ sống. Tiểu hồ điệp. Tiểu điệp rừng ghép lớn 250.000 một bảng. Có hồng hoa này, này. Có hồng hoa 250.000 một bảng dớn này các bác nhé. Long tu xuân. Long tu xuân là 150.000 một bảng dớn như này, này. Còn vôi thì là cũng 150.000 một bảng dớn như này các bác nhé. Vôi và long tu xuân. Dạ lan la lu lu. Cái này thì theo khóm la lùm này. Như chậu này là khoảng 3 củ này, đây, 250 chậu này này. Địa lan la lùm này. Cái hàng này để sau. Đây em có từng đấy phần lan, các bác có gì mua hộ em nhé. Em chân thành cảm ơn ạ.